đi nhanh lên làm cái gì mà chậm chạp thế nhở? Đừng lại! Bà Linh! Bà Linh đâu rồi? Mở cửa ra coi! Bà Linh đâu rồi? Cái gì đấy? Mới sáng sớm ra làm gì bẩn lên đấy? Này, mang mẹ đây làm gì? Mày tôi mang mẹ qua tôi trả cho bà đấy! Bà nghĩ làm sao mẹ thì bệnh tật, bà là chị hai trong nhà, cái gì bà cũng đủ đẩy qua cho tôi! Mày bị dở à? Mày rảnh thì mày đi mà nuôi mẹ chứ, mày không thấy tao bao nhiêu việc à? Ơ kìa! Thì bà bận là bà có quyền bà đùn đẩy trách nhiệm qua cho tôi đấy à? Thì tao cũng muốn nuôi mẹ lắm, nhưng mà mày thấy đấy, công việc của tao có thời gian đâu, tiền ăn uống mà chả có thời gian, làm sao nuôi được mẹ? Thôi, chị đừng mà lý do lý chấu đi. Bận cái gì mà bận? Chị biết là cái chi phí nuôi mẹ bây giờ nó độn lên biết bao nhiêu tiền không? Mẹ ăn được bao nhiêu mày nói thế hả? Cái tôi nói là chi phí chữa bệnh cho mẹ cái kia. Bệnh tình của mẹ thì chị cũng biết rồi còn gì đâu. Ê, này, ra đây bảo, đây đây. Gì? Bệnh của mẹ dạo này thế nào rồi? Chữa bao nhiêu tiền đúng đấy? Bác sĩ bảo là ấy, mẹ chả còn sống được bao lâu nữa đâu. Cộng thêm cái tật đãng trí của mẹ nữa. Ôi dồi ôi, tháng nào cũng phải đi viện tiêm rồi chọc, chi phí nó đội lên biết bao nhiêu, không nuôi nổi đâu. Thế ta bảo này này, tao mày kiếm chỗ nào trống trống, đưa bà ra đấy đỡ phải nuôi, chứ nuôi thì sao nuôi được. Chị bị hâm à? Đưa bà ra ngoài đấy, rồi bà leo đéo bà theo mình về. Thế hâm mày, bà bây giờ đãng trí rồi, có nhớ gì nữa đâu mà theo mình về. Có lý. Thế thì đáng lúc tranh thủ không có ai mà đi đi. Mẹ, mẹ ơi, để con dắt mẹ ra ngoài này đi dạo cho thoáng nhá. Đi mẹ đi. Con đưa mẹ đi. Đi chơi nhá mẹ nhá. Đi chơi. Nào đi chơi nào. Đi. Mẹ đi vào đây với con. Thôi được rồi, đến đây. Mẹ ơi, đồ của mẹ con để hết trong ba lô đấy. Mẹ chịu khó ở đây nhá. Con ơi, sao lại bỏ mẹ ở đây? Con nói thật nhá, bọn con không nuôi nổi mẹ nữa rồi. Tiền thuốc của mẹ tốn kém quá, làm sao mà chịu được. Hương nó nói đúng đấy mẹ ạ. Tiền thuốc của mẹ bao nhiêu bọn con chịu làm sao được. Thôi, mẹ chịu khó ngoan ngoãn ở đây đi. Rồi lát nữa sẽ có người đến đón mẹ vào viện dưỡng lão, yên tâm nhá. Cho mẹ về đi con, đừng để mẹ ở đây một mình. Ôi dồi ôi, mẹ ơi, con nói thật chứ, vào trong đấy có bác sĩ, có y tá, có hộ lý, người ta chăm sóc từ A đến Z, cơm bưng nước rót đến tận răng, sướng hơn rất là nhiều. Chứ bọn con á, chịu. Mẹ xin hai con mà, cho mẹ về nhà đi, đừng để mẹ ở đây. Thôi, mẹ ngoan ngoãn ở lại đây đi nhá. Bánh con để trong này rồi, nếu mà mẹ đói, mẹ lấy ra mà ăn, thế nhá. Đi đi chị ơi, mệt quá đau hết cả đầu. Ông à, chị sao mình không chở thẳng bà vô viện dưỡng lao luôn, sao bỏ bà ngoài đường làm gì? Mày ngu lắm. Bây giờ tao với mày mà đem vào đấy á, người ta mang tội bất hiếu à? Ừ nhở, chị nói nghe em thấy có lý. Thôi tranh thủ đi nhanh đi, người ta thấy bây giờ. Chụp kệ bà đi. Cái thằng chủ này, ngày ốp của mình mà cứ bắt mình đi làm. Lương thì không bao nhiêu, mãi không tăng. Thôi, đi tìm công việc khác vậy. Ủa, ai như bác Liên nhỉ? Bác Liên. Ôi dồi ôi, đúng bác Liên rồi. Bác Liên, sao đấy? Sao bác lại ngồi đây? Rồi con gái bác đâu? Công Minh ơi, tôi khổ quá Công Minh. Sao đây bác? Hai đứa con gái của tôi, nó đem tôi ra đây rồi nó bỏ rơi tôi ở đây một mình. Nó không cho tôi về nhà cậu ạ. Lũ khốn nạn này. Mẹ bị như vậy mà lại đối xử không ra làm sao hết. Thôi, bác ơi, hay là bây giờ bác về nhà con đi nhá. Như vậy có phiền cậu lắm không? Dạ, nhà chỉ có một mình con thôi. Vâng, cảm ơn cậu. Không có gì đâu, để con đỡ bác về nhé. Vâng, cảm ơn cậu. Đây. Dạ. Đi vào trong kia là đến nhà con rồi bác ạ. Nhà con thì trông thế thôi, nhưng mà bên trong cũng được lắm bác. Đối với tôi bây giờ có được một chỗ ở đã là tốt lắm rồi. Cảm ơn cậu đã cho tôi ở cùng. Bác, con phải cảm ơn bác mới đúng. Ngày xưa khi mà ba mẹ con mất, chính bác là người đã cưu mang con rồi cho con ăn học. Bác đi một thời gian, con lên thành phố ăn học. Con không có thời gian để mà về thăm bác. Nhưng mà con không ngờ hai đứa con của bác lại bất hiếu như vậy. Kể ra thì cũng là lỗi tại tôi.
tôi mắc bệnh hiểm nghèo cậu ạ. Bác sĩ nói là tôi không còn nhiều thời gian nữa, rồi chi phí chữa chạy cũng lên cao, tiền thuốc, tiền thang nhiều quá, cho nên là con tôi nó không chi trả nổi nên nó mới như vậy. Thôi, bác đừng buồn nữa. Bây giờ bác cứ viện ở với con sẽ chăm sóc bác. Cảm ơn con. Mình vào thôi bác. Bác ngồi đây nghỉ ngơi một lát nhé. Để con vào con nấu một chút gì đó cho bác ăn. Bác, con còn ít cháo, bác ăn tạm nhé. Bác cảm ơn con. Bác làm phiền con nhiều quá. Bác đừng nói như vậy. Bác cứ xem như ở đây là nhà của mình. Là bác ăn đi cho nóng. Này, ngồi xuống đi. Làm gì mà cứ lòi trà tròi đấy. Ui trời ơi, em đang lo cái gì chốc quá đây này. Sau cái lúc ấy mà mình bỏ mẹ ở đấy thì lại có mặt ông Minh. Chưa kể nhá, cái đám tang nhất định không cho tổ chức ở nhà mình, lại cứ phải sang nhà ông Minh mới tổ chức là sao. Thôi, mà yên tâm đi. Di Trúc á, đưa cho ông Lâm luật sư rồi. Nhà mình có ơn với ông Lâm. Ông không phản mẹ đâu, yên tâm. Lâu đấy nhở? Anh đến rồi à? Anh mãi ngồi đây. Này, đây không phải chỗ của ông nhá. Cút ra ngoài. Anh Minh được sự ủy thác của cô Liên, nên anh ấy hoàn toàn có thể có mặt trong buổi công bố bản di chúc này. Mời ngồi đi. Làm cái gì ở đây? Sau đây tôi sẽ công bố bản di chúc. Tôi xin phép được đọc. Tôi, Nguyễn Thị Liên, ngày hôm nay, trong lúc còn tỉnh táo và minh mẫn, tôi làm bản di chúc này nhằm để lại tài sản một nửa dành cho hội người già neo đơn và một nửa dành cho anh Nguyễn Thành Minh. Ơ, sao lại như thế? Hai cô có thắc mắc gì không? Không kìa. Đưa lên xem nào. Ông Minh thì có liên quan gì ở đây mà được nhận di chúc? Sao lại như thế nhở? Này, hay là hai ông thông đồng với nhau sửa di chúc của mẹ tôi đấy? Trong bản di chúc có chữ ký và mộc đỏ được in. Okay. Không thể như thế được. Cô Liên là người có ơn với tôi, nên tôi sẽ không bao giờ sửa di chúc của cô ấy. Tôi chỉ tiếc rằng cô Liên sống một đời tử tế mà lại có hai cô con gái không ra gì. Tôi xong việc rồi. Tôi xin phép về trước. Chào anh. Chào hai cô. Sao mẹ không để lại gì cho mình nữa? Có đấy. Mẹ của hai cô có để lại cho hai cô thứ này. Đây. Đây là hình hồ nhỏ của mình mà. Các cô có biết tại sao mà mẹ của các cô lại để một nửa tài sản cho hội người già neo đơn hay không? Tại vì bác biết sau này sẽ có những người con bất hiếu giống như hai cô. Bây giờ tôi sẽ tạm thời giữ giùm hai cô một nửa tài sản của bác. Khi nào hai cô gặp khó khăn thì cứ nói với tôi sẽ giúp. Còn bây giờ thì chào hai cô. Chào anh.